cho đến khi hành bát nhã với bát nhã ba la mật đa sâu xa làm pháp đứng đầu, làm pháp dẫn đường, tu tập bát nhã ba la mật đa mà không chấp trước thì mau được viên mãn. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp lấy không sở đắc làm phương tiện, tu hành bát nhã ba la mật đa nên không chấp trước, khiến cho việc tu hành mau được viên mãn. Nghĩa là đối với sắc lấy không sở đắc làm phương tiện, cho đến đối với trí nhất thiết tướng lấy không sở đắc làm phương tiện. Này Kiều Thi Ca, như các cây nhánh cọng, thân hoa lá quả hạt ở châu thiện bộ tuy có nhiều loại hình sắc khác nhau nhưng bóng tre của nó đều không sai khác. Cũng vậy, năm pháp ba la mật đa trước tuy có khác nhau, song do bát nhã ba la mật đa thu nhiếp, hồi hướng trí nhất thiết tướng lấy không sở đắc làm phương tiện nên các tướng sai khác đều bất khả đắc. Khi ấy trời Đế Thích lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa thành tựu công đức thù thắng rộng lớn, thành tựu tất cả công đức thù thắng, thành tựu công đức thù thắng viên mãn, thành tựu vô lượng công đức thù thắng, thành tựu vô số công đức thù thắng, thành tựu vô biên công đức thù thắng, thành tựu vô đẳng công đức thù thắng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, trang nghiêm bằng các báu, đem vô lượng phẩm vật thượng diệu cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, đi theo kinh đây giảng nói, suy nghĩ đúng lý, lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân khác biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bố thí cho người thọ trì, truyền bá cùng khắp. Bạch Đức Thế Tôn, hai nhóm phước này, nhóm nào nhiều hơn? Phật đáp: Này Kiều Thi Ca, ta lại hỏi ông, cứ tùy ý đáp. Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân thỉnh được thiết lợi la của Phật từ người khác, đứng trong hộp báu đặt trên chỗ cao, lại dùng vô lượng phẩm Phật thượng diệu, như tràng hoa cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng thỉnh được thiết lợi la của Phật từ người khác, rồi đem chia cho người khác, cỡ như hạt cải, khiến cho người kia kính thọ an trí như pháp, dùng đủ loại phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Hai nhóm phước đây nhóm nào nhiều hơn? Trời Đế Thích thưa: Bạch Đức Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa Phật nói, hai nhóm